Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì Giang Nam Audio hôm nay đang ốm nhưng mà xin chào tất cả anh em. Hôm nay Giang Nam Audio lại tiếp tục cập bến một cái cặp loa kiểm âm, có cặp loa chuyên sử dụng cho phòng thu nha anh em nhé. Một cặp loa của hãng Yamaha, model của nó là MSP3, và đặc biệt nói phân tích cái độ chỗ này để anh em rõ nhé, là cái loa MSP3 này là cái bản này là bản của Nhật anh em nhé. Bản này là bản được em ship thẳng từ Nhật về và nó là bản điện 100V. Bản này nó chất lượng hơn là cái bản mà người ta bán ở những cái shop người ta bán ở Việt Nam ấy, bán loa mới ở Việt Nam ấy, nó chất lượng hơn nhiều nha anh em nhé. Đấy, cũng ở Việt Nam cũng có một cái bản MSP3 bán ở tại các shop Việt Nam, nhưng đấy là bản điện 220. Bản đấy xuất sang thị trường Việt Nam và cái bản đấy chất lượng không bằng cái bản này được. Bản này nó cao cấp hơn, nó đẳng cấp hơn, chất hơn nhiều. Và cái loa này thì nó là sở hữu là cái thùng của nó bằng đá nguyên khối anh em nhé. Đá nguyên khối luôn, rất là nặng. Và mỗi loa nó đều tích hợp công suất riêng, Activer là tích hợp công suất riêng, nó có 3 ngõ vào. Và anh em có thể chơi độc lập từng loa một, có thể anh em chơi từng loa một độc lập được luôn anh em nhé. Cái hình thức thì nó rất là nhỏ gọn nhưng mà đánh bạo lực luôn. Dòng loa kiểm âm này nó đánh rất là mạnh luôn anh em nhé, chịu đòn tốt. Và cái cặp này thì hiện tại em về được một cặp MSP3 và có một cặp nữa là MSP5, nhưng mà cặp MSP5 thì về sau, còn cặp này về trước. Loa về bên em là luôn luôn trong cái tình trạng là đẹp xuất sắc và zin tuyệt đối anh em nhé, vì hàng này là em ship máy bay từ Nhật về luôn. Đấy, zin tuyệt đối và đẹp xuất sắc. Cái cặp loa này em cũng báo giá công khai với anh em luôn là 5,5 triệu anh em nhé. Vẫn như cái giá trước đây em đã từng bán thì vẫn là 5,5 triệu trong một cái cặp loa đẹp xuất sắc luôn. Loa nó bé thôi nhưng mà nó đánh rất là mạnh và nó chịu đòn rất là tốt và nó nặng, bởi vì thùng của nó bằng đá, nó chuyên dùng cho phòng thu anh em nhé. Em sẽ test một đoạn nhạc anh em nghe thử. Sometimes I catch myself wondering why the rain falls upon us and takes away the sunshine. Phòng thu thì nó chịu đòn rất là tốt anh em nhé. Đó, tuy là nhỏ gọn thôi nhưng mà nó đánh rất là chắc chắn, nó không có cái điểm gì để mà chê luôn. Đánh giải trầm, giải cao rất là chắc chắn, chi tiết. Và cặp loa này em bán với giá là 5,5 triệu anh em nhé. Anh em là có nhu cầu thì liên hệ em. Xin cảm ơn tất cả anh em.